Kính chào, thương chào và vui mến chào tất cả quý anh chị nhà tư đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đạt Official. À, thì em là Nguyên Đạt. À, chúng ta vừa trải qua một cái kỳ nghỉ lễ Tết Dương lịch tương đối dài ha. À, thì à, sau lễ thì anh chị em nhào tư kỳ vọng là thị trường nó sẽ có những cái mức tăng mạnh. À, khi mà trong lễ thì anh chị có xem được rất là nhiều những video. Nào là 5 cổ phiếu mạnh nhất 2024, nào là top 10 cổ phiếu siêu cổ, rồi nào là thị trường sẽ vào cái cơn sóng thần à, trong năm nay. À, thì cái tâm lý anh chị nhà đầu tư thì đôi chút còn hơi phô môn xíu à, thì thị trường thì thường đi ngược với cái tâm lý nhà đầu tư thị trường ngày hôm nay thì nó tăng rất là mạnh ở buổi sáng à, nhưng mà nó bắt đầu nó có những cái mức dao động rất là lớn ở trong phiên à, và ngày hôm nay thì em thấy là nó có một số những cái mặt cổ phiếu nó bắt đầu nó áp lực bán nó xuất hiện rất là lớn rồi à, vậy thì thị trường nó rủ ra hay là chưa và sau cái phiên ngày hôm nay mình sẽ nên nhìn nhận thị trường như thế nào à, thì trong cái buổi video ngày hôm nay thì em sẽ phân tích kỹ với chị về thị trường cũng như là một số các cái nhóm à, để chị có thể chủ động trong những cái phiên tới ha ok thì chào mừng tất cả quý anh chị nhà tư à, đã quay trở lại với kênh của Nguyên Đạt Official à, thì em là Nguyên Đạt ngày hôm nay như thường lệ thì vào mỗi thứ ba chúng ta lại gặp nhau trong một cái video bản tin để nhìn lại một chút về thị trường của cái phiên ngày hôm nay ngày hôm nay thì em nghĩ là thị trường nó có rất là nhiều để để nói em nghĩ là có rất là nhiều để phân tích và để nói trong cái phiên ngày hôm nay. À, và anh chị phải chú ý à, phải anh chị phải chú ý kỹ một chút xíu à, sau cái ngày hôm nay. À, chúng ta cũng sẽ nhìn qua về một số các cái nhóm à, để chúng ta phân tích thử là ngày hôm nay à, các cái nhóm nó vận động như thế nào. À, thì trước khi mà chúng ta bắt đầu video thì anh chị xem video thì anh chị có thể bỏ ra vài giây ha những giúp em một cái nút like à, cũng như là một cái nút đăng ký kênh à, subscribe kênh nếu anh chị chưa đăng ký. À, cảm ơn anh chị rất là nhiều. À, thị trường ngày hôm nay như thế nào? Thị trường ngày hôm nay ngày 2 tháng 1 à, đóng cửa cái mức là 1131,72 với một cái mức tăng gần gần 2 điểm và một cái mức thanh khoản khoảng là 17.111 tỷ. À, so với những cái phiên phía trước thì thị trường ngày hôm nay có một cái mức thanh khoản tương đối lớn. Ok. À, về đầu năm thị trường thì có 197 mã tăng và gần 300 mã giảm, tầm khoảng 300 mã giảm. Trong độ VN30 thì có 14 mã tăng và 15 mã giảm. Đầu tiên chúng ta sẽ nhìn qua một chút về cái vận động của thị trường ngày hôm nay để chúng ta xem thử là cái vận động của thị trường ngày hôm nay nó như thế nào. Rồi, à, thì à, buổi sáng là thị trường nó có một cái nhịp hưng phấn rất là mạnh. Nào, với cái tâm lý giao dịch từ đầu năm là thị trường nó mở một cái gap up, à, tâm nó đang đến lúc là tầm khoảng là chín giờ năm gần là 10 giờ, à, nhưng mà chỉ để có để kỹ là cái nhịp tăng đầu buổi sáng là chỉ đa phần là do mấy con trụ, đặc biệt là những cái mặt cổ phiếu ngân hàng như là ACB, MBB, SHB, CTG, Techcombank rất nhiều những cái mặt cổ phiếu trụ, à, thì khi mà thị trường nó mở gap và nó có nó nó yếu như vậy thì thị trường nó bắt đầu nó quay và lắp lại gap, à, và cái nhịp lắp lại gap ở thị trường ở trong phiên á, là do những cái mã cổ phiếu dòng điện nó bắt nguồn từ, từ, đầu tiên là từ thằng BCG nên vậy là nó bắt luôn nguồn từ thằng BCG à, sau đó nó lăn sang đến những cái mã cổ phiếu như là những cái mã cổ phiếu như là những cái mã cổ phiếu như gạch những cái mà cổ phiếu à, à, dòng điện thì ngày hôm nay có một số thông tin tương đối xấu à, thì khi một số những cái mà cổ phiếu nó bị biến động như vậy thì nó cũng lan sang sang những cái mà cổ phiếu dòng khác ví dụ vít này đã thì lúc đó nó bắt đầu bắt đầu bị bán thì khi mà thằng vít bị bán thì bắt đầu những cái mà cổ phiếu chứng khoán khác nó cũng bị tâm lý và nó bị bán thêm đó, thì uh, buổi chiều thì thị trường thì mặc dù nó vẫn có những cái cố gắng để nó rướng rướng xíu nhưng mà nhìn chung thì cái lực cầu nó tương đối yếu uh, và thị trường nó đóng cửa ở uh, quanh cái vùng là 1131 à, uh, thì em cũng điểm lại cái thông tin mà em có cập nhật với nhiều anh chị khách hàng trong buổi sáng ngày hôm nay đó thì trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì em vẫn như cái tinh thần cũ em đã cập nhật với chị trong những cái video cuối tuần trước uh, thì em có nói với chị là thị trường của chúng ta nó đã đi một giai đoạn nó tương đối dài thứ nhất là thị trường nó đã từ bên dưới nó về bên trên thứ hai là rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó đã tăng chạm kháng cự rồi anh chị nhìn một số những cái mặt cổ phiếu như DIG của dòng bóng sáng, ho sen nam kim của dòng thép, hvvcg của đầu tư công hay là những cái mặt cổ phiếu ngân hàng thậm chí là cũng rất nhiều những cái mặt cổ phiếu đang gần kháng cự rồi bsi fts mbs hay là một số những cái mặt cổ phiếu như vnd của dòng chứng khoán cũng đã rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó về kháng cự thì khi mà thị trường có rất nhiều những cái mặt cổ phiếu dạng cơ bản nó về kháng cự và dòng tiền nó bắt đầu nó chảy vào những cái mã cổ phiếu ngân hàng từ giai đoạn thứ năm thứ sáu tuần trước và nó bắt đầu luôn chuyển sang những cái mã cổ phiếu penny trong ngày hôm nay thì nghĩa là thị trường hiện tại nó không còn an toàn và em đã phân tích với anh chị rất là kỹ trong cái video video ngày thứ năm và ngày thứ sáu anh chị có còn nhớ ý không Mà thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì em cũng, có, cũng có điểm lại cho nhiều chị khách hàng làm cái đó anh chị là thị trường sau tết dương thường hay tăng đặc biệt là trong lễ thì toàn những cái video siêu cổ siêu sóc của anh em rocker nên là bà con sẽ rất là phô mô nhưng mà em có nói với chị là gì room mình thì giờ ngồi chơi sâu nước và theo dõi các biến động để chờ bán rồi tuần trước thì em đã cho nhiều chị khách hàng em bán rồi Đó, và trong tuần này thì cũng sẽ theo dõi cái biến động của các cái mã cổ phiếu để chờ bán chứ vùng này không phải là một cái vùng mua quá là ngon nữa mặc dù thì chị thấy là nếu mà xét về mặt điểm mua nha hiện tại thì em nói là vẫn có một số những cái mã cổ phiếu nó có điểm mua nhưng mà sao nhưng mà nhiều lúc là anh chị mua xong cái mã cổ phiếu nó vẫn tăng nhưng mà do yếu tố của thị trường thì làm cho những cái những cái mã cổ phiếu nó không còn ngon nữa nghĩa là ở đây không phải là vấn đề về cổ phiếu nó yếu mà bởi vì thị trường nó nó không còn mở một thời điểm để ngon để chị mua nữa đó, thì em có cũng dám nói là gì em có nói là thị trường nó vẫn chưa có những cái dấu hiệu quá rủi ro để thị trường nó sập mạnh đó, nhưng mà cái vùng này á, là cái việc dừng mua mở thì điểm hiện tại là cần thiết bởi vì trong ngắn hạn là các cái mặt cổ phiếu cái dư địa nó không có nhiều nữa thì mua là sẽ bị lưng lận mua là anh chị em đã cho anh chị mua rất là nhiều ở dưới rồi đó, và vùng này thì canh chờ bán không không có mua nữa ví dụ trong những cái tuần trước thì anh có báo anh chị chốt những cái mặt cổ phiếu dòng thép những cái mã cổ phiếu dùng chứng khoán. Nào, và ngày hôm nay thì cũng cũng có khi mà những cái mã cổ phiếu như VIX này, VIX ngày hôm nay bị dao động á thì em có báo là chốt hết, tuần trước thì em có báo chốt 1 phần 2 rồi. Đó và em báo thêm là Ho Sen và Nam Kim. Ho Sen Nam Kim thì em, cả đã, em có báo với anh chị là tuần trước là báo chốt. Nào, nhưng mà ngày hôm nay thì vẫn có nhiều anh chị khách hàng là anh chị vẫn chưa chốt kịp. Thì mà nói là lúc buổi sáng là tầm khoảng phiên sáng á. là mà nói là canh chốt luôn ngày hôm nay 1 phần 2 nếu chị chưa chốt. Nào, thì vùng này thì em cũng chỉ canh bán là chính đó. Ok. Rồi thì đó là một số cái tinh thần mà em có với anh chị trong cái ngày hôm nay rồi em có điểm thêm nhiều chị hỏi em là à, nhiều chị hỏi là cái vùng này á là thị trường nó có, nó có giảm sập mạnh mạnh ngay không á thì em có nói với chị là về vùng này á, tức là vùng này thì thị trường sau cái ngày hôm nay á, thị trường nó có thể chưa biến động mạnh về cái mặt điểm số nhưng mà với cái sự dao động này thì em đánh giá là phải theo dõi kỹ các cái mặt cổ phiếu để chốt được rồi ok anh chị ha rồi thì đó làm cập nhật là tinh thần trong ngày hôm nay thì em có cập nhật trong room cái này anh chị chào anh chị ở trong room thì em cập nhật liên tục để anh chị có thể là có những cái có những cái thông tin mà mới nhất và nó real time để anh chị xử lý anh chị nào muốn tham gia trong khách hàng thì cứ liên hệ qua ba hai bạn trợ lý của em ha số điện thoại để dưới màn hình rồi thì như cái tinh thần trong cái video tuần trước thì em đánh giá với anh chị ngày hôm nay là một cái phiên dao động là thị trường nó gần như là nó xảy ra rồi anh chị có nhớ là trong những cái video tuần trước thì em có nói chị là về thị trường trong cái vùng này thị trường nó bị dao động gần như là 99% là nó sẽ xảy ra mà cái quan trọng mà mình sẽ theo dõi là gì là thị trường nó sẽ dao động như thế nào cái volume của thị trường nó có lớn hay không và cái lực bán của các cái mã cổ phiếu nó có lớn hay không à, thì em đánh giá với anh chị cái ngày hôm nay á về cái mặt về cái mặt về biến động á thì ngày hôm nay là một cái phiên giao dịch bình thường của thị trường nó là cái phiên giao dịch bình thường của thị trường nhưng để gọi là thị trường sau cái ngày hôm nay thì nó có rủi ro hay không á thì em đánh giá với chị là nó đã có những cái rủi ro trong ngắn hạn rồi tức là tuần trước thì em đã cảnh báo sớm cho anh chị rồi nhưng mà sau cái phiên ngày hôm nay á thì cái mức độ mà rủi ro của thị trường á, nó sẽ nâng lên một chút xíu lý do vì sao thì em sẽ phân tích với chị điều này nha đầu tiên á, là anh chị nhìn là thị trường ngày hôm nay cái volume của thị trường rất là lớn và nó lớn hơn rất là nhiều so với những cái phiên gì phía trước tức là ngày hôm nay là một cái phiên bị dao động đầu tiên của thị trường cái thứ hai á, là anh chị sẽ thấy là hiện tại á, là em nhìn qua về tất cả các cái nhóm mình rồi nghĩa là để chúng ta nói là thị trường nó có nó có tốt hay không á, là chúng ta phải nhìn về cái mặt kỹ thuật là một phần mà chúng ta phải nhìn thêm là gì là về cái mặt biến động của các cái mã cổ phiếu thì hiện tại thì ngày hôm nay sau ngày hôm nay thì em nhìn qua về một số những cái mã cổ phiếu như bất động sản này thép này, chứng khoán này, rồi gì đầu tư công này thì em thấy là trong ngắn hạn không có một nhóm ngành nào nó có thể lên được tiếp. Em nói là nhóm nha, còn một hai cái cổ phiếu nó lẻ tẻ thì em nói, nhưng mà đều gọi là cả nhóm á thì em nói chắc là không có những cái mà cổ phiếu nào nó có thể lên được nữa sau ngày hôm nay. Bởi vì anh chị nhìn nè, ví dụ những cái mà cổ phiếu như Vix này. Nó dao động với vô này đó, ví dụ nó thủng đáy thậm chí là cũng thủng đáy hoặc là những cái mặt cổ phiếu như BSI là những cái mặt cổ phiếu dạng leader nó về biên trên và bắt đầu nó có những áp lực nó bị bán xuống hoặc là những cái mặt cổ phiếu như FCS nó có ngày hôm nay nó giảm gần hơn bàn trăm hoặc là những cái mặt cổ phiếu như VND về sát những cái vùng kháng cự có những cái mức rủ loạn hoặc là những cái mặt cổ phiếu nhỏ nhỏ ví dụ cả BVS này là ngày hôm nay bắt đầu là thủng bắt đầu tôi muốn thủng cái đáy này và bắt đầu vô cái vô nó gia tăng thì dòng chứng khoán thì nhìn thấy là trong cái ngàn nó hết tăng được nữa ạ ok rồi tiếp theo là dòng thép dòng thép gì có gì hoa Hoa sen thì về kháng cự này bắt đầu rủ này thì hoa sen thì chị nhớ là trong tuần trước thì em báo chị bán qua cái vùng này này à, hoặc là những cái mà cổ phiếu nam kim này đã là bắt đầu là nó rướng gì nó rướng nhưng mà nó rướng không được thì bắt đầu ngày hôm nay bắt đầu nó có những cái những cái nhịp thủng và bắt đầu cái vô lâm mặc dù nó không lớn nhưng mà dòng tiền nó vào thì cái nhịp này là một cái nhịp rủ ngắn trong ngắn hạn của nó em nói là trong ngắn hạn nha em nói là trong ngắn hạn anh chị lưu ý là dùng từ trong ngắn hạn chứ em thì những cái mà cổ phiếu này sau những cái quá trình nó rướng 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 liên tục mà dòng tiền nó không vô thì ngày hôm nay nó bắt đầu nó bị nó bị rủ Ok, đây là thép đúng không? Tiếp theo dòng bóng sản. Dòng bóng sản thì có một số những cái mã cổ phiếu như BDR. Đó à, là bắt đầu nó bị rủ. À, hoặc là những cái mã cổ phiếu như đắt xanh bắt đầu nó nổ xịt bị rủ lại. Hoặc là những cái mã cổ phiếu gì? Những cái mã cổ phiếu như thằng A, DG về kháng cự và ngày hôm nay bắt đầu rủ với một cái vùng rất là lớn nha. Ngày hôm nay DG rủ và nó cao hơn rất là nhiều so với những cái phiên vừa rồi. Thì ngày hôm nay tức là cái vùng này là cái vùng cảm của DG rồi. Anh chị hôm bữa thì anh chị có nhớ là nó về nó rướng liên tục mà nhưng mà dòng tiền vào ngày hôm nay bắt đầu rũ ok Đó, thì dòng bóng sản thì nó kể dòng hiện thế là các cái mặt cổ phiếu cũng bắt đầu điều chỉnh ra thép đúng không rồi gì bất sản này rồi, hay các cái mặt cổ phiếu đầu tư công đi nhìn qua đầu tư công xíu dù có vcg này đã lâu về cảng rồi về sát cảng hay làm chạy này. hoặc là những cái mặt cổ phiếu như hv này Đó, dòng tiền không vào về sát cảng quanh người sáu cũng không vào hay là những cái mặt cổ phiếu ngân hàng như ecb là vùng này cũng là một cái vùng cảng mạnh mà để những cái mặt cổ phiếu nó bất thoát khỏi cái vùng này á, thì mới là khó Đó, hay là mb này mb này ban này ai à, về kháng cự này Đó là gì CTG này kháng cự này SHB kháng cự này, VIP kháng cự này, chị thấy rất nhiều những cái mặt cổ phiếu nó về những cái vùng kháng cự ngắn hạn không? Em chỉ lấy đơn giản một vài những cái mặt cổ phiếu lớn thôi, một, vài những cái mặt cổ phiếu lớn thì em thấy là rất nhiều những cái mặt cổ phiếu hiện tại thì đã bắt đầu nó có những cái dấu hiệu điều chỉnh rồi. Và ngày hôm nay thì cái lực bán của những cái mặt cổ phiếu nó tủ ra rất là nhiều. Nó nên đánh giá với anh chị là thị trường trong ngắn hạn thì cái mức độ rủi ro của thị trường nó sẽ lớn. Ok, à, em thì em luôn nói với anh chị là em muốn cả cảnh báo với anh chị là những cái chuyển biến sớm tức là sao tức là không phải là ngày hôm nay em nói thị trường nó rủi ro là ngày mai là thị trường nó sẽ nó sẽ sập ngay ví dụ như trong những cái vùng như này em ví dụ như là khi mà thị trường nó có những cái vùng dao động như này thì em có nói gì là thị trường nó sẽ có một cái nhịp rũ ra sau thì không phải là khi mà em nói là thị trường nó sẽ có cây này ngay mà thị trường sau đó nó vẫn có những nhịp hồi nó biến động rồi sau này nó mới rũ hình dung ạ à. hay là ví dụ như khi mà thị trường nó bị dao động vào cây này thì em có nói với chị là thị trường nó bị nó đã bị rủi ro rồi thì không phải là sau ngày em nó sau là thị trường nó phải sập ngay mà thị trường nó một hai ba phiên thứ tư sau cái cây này thì thị trường nó mới chạy nhưng mà những cái dấu hiệu đó để mình báo biết, biết được là gì là thị trường hiện tại nó không còn an toàn nữa trong ngắn hạn anh chị lưu ý em dùng từ là trong ngắn hạn giúp em ok đó thì đó là cái góc nhìn của em sau cái phiêu ngày hôm nay rồi à, vậy thì như anh hãng có nói thì thường thị trường sau ngày hôm nay thì em nghĩ là thị trường nó sẽ chưa có biến động ngay nó có thể là nó sẽ chưa có biến động ngay thường em thấy là khi mà thị trường đi lên mà nó có biến động á, thường nó sẽ chậm ở phía trên tầm khoảng vài cây và thường nó sẽ tâm trong, vòng tầm khoảng từ 4 đến 5 cây ví dụ như là ngày mai thị trường nó vẫn có thể là có một cái phiên một hai phiên phục hồi một hai phiên sắp tới là bình thường một hai phiên sắp tới nó vẫn có những cái phiên phục hồi rúng rúng nhẹ nhẹ bình thường sau khi mà thị trường nó chậm ở phía trên thì sau này nó mới rủ ví dụ như khi mà thị trường đi lên nó bị dao động này. thì sau đó một hai ba cây là thị trường nó mới rủ như thế nào. hay là khi mà thị trường đi lên nó bị dao động vô lớn là thì sau đó nó hồi một hai ba cây là nó mới rủ hay là khi mà thị trường đi lên anh chị thị trường đi lên này nó chẩn tầm khoảng là 5 cây nó mới chậm anh dung ạ à? hay là khi mà thị trường nó bắt đầu nó có những nhịp đi lên này anh chị đó thì nó phải chẩn một đỏ thì nó mới đầu. À, là khi mà thị trường đi lên này anh chị là thị trường nó bắt đầu nó bị dao động này thì nó chẩn tầm khoảng vài cây là thị trường nó bắt đầu và nhiều lúc thị trường sau một cái phiên dao động nó có cái phiên phục hồi ngày sau là hết sức bình thường à, hoặc là ví dụ như thị trường nó có một cái phiên nhịp dao động nó có một cái phiên phục hồi ngày sau là hết sức bình thường thị trường có một cái phiên dao động nó phục hồi ngày sau là hết sức bình thường À, hoặc là ví dụ như khi thị trường đã bị dao động và trong những cái phiên sau đó nó có một nhịp hồi ngắn rồi sau đó mới dịnh là hết sức mạnh thôi anh dung ạ à, và em sẽ phân tích luôn á, là vì sao vì sao thị trường sau cái phiên ngày hôm nay á, thì thị trường nó vẫn có khả năng là nó phục hồi nhẹ là ngày hôm sau em sẽ phân tích với chị luôn này anh chị nào hay xem hay xem kênh của em thì cái này thì anh chị cũng hiểu rất là rõ đúng không thì em hay gọi nó gọi là cái phiên gọi là một cái nhịp rũ rũ họ gọi là rũ hù dọa và một cái nhịp kéo lên để dụ vào và sau đó nó mới chỉnh thiệt tức là gọi là cái kỹ, thuật gọi là rủ giả vờ và rủ thiệt tức là sao tức là ví dụ như là trong một cái đoạn mà thị trường nó tăng từ dưới này lên trên này thì anh chị có lại không Lãi lãi chứ sao không lại đúng không thì lãi thì ngày hôm nay anh chị bán không chắc chắn là bán không bán ít cũng sẽ bán nhiều và thậm chí là em thấy là ngày hôm nay anh chị nhiều nhiều anh chị phải hết cầm full tiền rồi nghĩa là ngày hôm nay á nhà tư bán rất nhiều nhà đầu tư bán rất nhiều ngày hôm nay thì mới là nhà đầu tư bán rất nhiều lái thì nó cũng có biến động nó cũng có xả nhưng mà ngày hôm nay cái tâm lý nhà đầu tư bán rất là nhiều bởi vì thị trường đang trong cái đài lên mà đúng không đang trong cái đài lên thì nhà đầu tư sẽ bán rất nhiều trong ngày hôm nay bởi vì cái trước đó thì nhà đầu tư chưa có bị hồ dọa và chưa có một cái phiên nào mà làm nhà đầu tư người ta phải hoảng sợ đó. nhưng mà ngày hôm nay thì bắt đầu là gì bắt đầu là hơi tâm lý một xíu bắt đầu là hơi lo lắng xíu nào thì vì sao là thị trường sau một cái phiên rũ này thì nó lại có cái lực cầu đó lại là... là để cho cái tạo nó tạo cái tâm lý nhà đầu tư là người ta bị mất hàng tức là nó sẽ tạo vào tâm lý anh chị là ờ mấy thằng lá nó cướp hàng của mình rồi là thị trường này nó nó, nó cướp hàng à, nó, nói chung là nó chỉ rung lắc nhẹ thôi bắt đầu là mua lại thì ở cái nhịp mà anh chị sau khi mà anh chị bán ra và anh chị mua lại đó thì sau này là thị trường nó mới rủ nó giống như thế này em ví dụ như là khi mà anh chị anh chị mua những cái mặt cổ phiếu lên này thì anh chị có lại thì khi mà rung một cây này là anh chị sẽ bán đúng không rung một cây anh chị bán xong á là khi mà thị trường bắt đầu nó kéo kéo ra lại là anh chị nói là ờ là cây này tự nhiên mình bán cái cổ phiếu đó ra tự nhiên bán sớm cái mã cổ phiếu đó ra sau đó thấy, cái kéo lại xanh xanh tiếp bắt đầu là gì ờ, cái việc bán mình mình vào cây này mình 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 đã bán sai rồi mấy mấy kia nó bắt đầu nó sâu lại các kiểu rồi bắt đầu đu lại đâu lưu lại thì sau này nó mới chạy à, hoặc là ví dụ như này này vậy ví dụ như là khi mà chị mua trong những cái vùng này à, thì khi mà bắt đầu nó có những cái những cái phiên nó bị dao động à, bị dao động cái này thì bắt đầu là gì bắt đầu bán ra à, bán ra bắt đầu vô lớn bán ra à, nhưng mà sau đó thì chúng nó phục hồi lại phục hồi lại thì sao phục hồi lại vào buổi chiều ngày hôm trước nè phục bổ nó tức là anh chị này, cái cái viên này anh chị là nó sẽ đạp buổi sáng và nó kéo lại buổi chiều. Và buổi sáng ngày hôm sau tiếp tục nó buôn lên một nhịp nữa. Thì cái nhịp bu này, này là nó mới chết. Đó, nghĩa là nó sẽ làm cho đầu tư bán trong cây này, lại sẽ đu lại vào cây này thì sau này thị trường nó mới chỉnh. Đó thì đó là một cái động tác của một cái nhịp chỉnh của thị trường. Hay là ví dụ như này này anh chị, khi mà thị trường đi lên này, nó dao động này. Thì cây này nhà tư sẽ bán rất là nhiều. Đúng không? Rồi, sau đó nó sẽ có một cái phiên nó rũ rất mạnh buổi sáng và nó sẽ kéo lên là buổi chiều. Thì khi mà nhà có một cái cây này là bắt đầu lên gì? chúc mừng anh chị đã giữ cái cổ phiếu này cùng em à, rồi chúc mừng anh chị đã bắt đáy cổ phiếu này thành công cùng em rất nhiều chúc mừng thì khi mà anh chị bán cái cổ phiếu mình bán cái hàng cây này xong tự nhiên cái cổ thị trường đu lại mấy anh kia nó sâu rất là nhiều thì cảm giác là bị mất hàng cảm giác là mình bán sớm cổ phiếu bắt đầu buổi sáng ngày hôm sau thì trường hướng lên tiếp bắt đầu đu lại thì đu lại là thị trường nó mới đó thì đó là một cái nhịp rất là hay của thị trường khi mà thị, thị trường nó chạy thì đó lý do vì sao qua nói gì là nhiều lúc xong cái ngày hôm nay á nó chỉ rủi ro về cái mặt dòng tiền thôi gọi là cảnh báo sớm thôi nhưng chưa chắc là thì ruồng nó có thể là nó biến động ngay hoặc là giảm mạnh ngay vào ngày mai thị trường nhiều lúc ngày mai nó đạt buổi sáng nó kéo buổi chiều và có lúc có thể là những cái phiên sắp tới nó sẽ tạo lên những cái sự phô mô phô mô làm gì để cho nhà đầu tư mà gọi là bán trong vùng này này rồi ta sẽ đu lại thì sau này thì trường nó mới chỉnh thiệt ok chị ha đó thì đó là cái em nói sẵn luôn á để sắp tới khi mà anh chị ví dụ nhìn nào cá chốt rồi á thôi đừng đu lại anh chị ha chốt rồi đu, đu lại là coi chừng là ăn đòn nha <laughs> ok nói thằng lại à, ok rồi, thì đó là cái view của em trong thị trường trong ngày sắp tới. Đó là cái vấn đề đầu tiên là em sẽ nói với anh chị là thị trường thường trước khi mà nó chỉnh á nó sẽ có những động tác như thế nào. Rồi cái thứ hai á là nhiều chị hỏi là thị trường dịp này á nó chỉnh về bao nhiêu. Thì thật sự với anh chị là em cũng không biết là thị trường nó chỉnh về nhiêu đâu. Và em có nói với anh chị là anh chị đừng có quan trọng về cái mặt điểm số. Thị trường nó chỉnh như thế nào thì kệ nó. Nhưng mà em sẽ có một cái điểm chia sẻ thêm với anh chị ha. Thị trường nếu nếu mà trong những cái phiên sắp tới, em ví dụ ngày hôm nay là một cái. Này là một cây đúng không? thì nếu mà trong những cái phiên sắp tới mà thị trường nó tiếp tục nó biến động và nó có một cái phiên bị dao động tiếp giống như cây ngày hôm nay hoặc cái volume của thị trường á nó lớn còn nó từ cây ngày hôm nay nó trở lên ví dụ như cây này hoặc là cây này đi thì cái mức độ quét của thị trường ở phía sau á nó sẽ lớn anh Giang tức là ngày hôm nay thì em cũng chưa biết là thị trường nó có thể chỉnh em em phải cần thêm một hai phiên thị trường nó bị dao động nữa để mình biết được là thị trường dịp này nó có chỉnh sâu hay không à, thì anh chị lưu là ví dụ như trong những cái phiên tới mà thị trường nó tiếp tục nó có những cái phiên bị dao động mà cái volume của nó với hiện tại á mà từ cái ngày hôm nay đổ lên và anh chị thấy rất nhiều những cái mặt cổ phiếu trên thị trường nó bị dao động vô lớn á, thì cái mức độ điều chỉnh của thị trường nó sẽ sâu hơn sâu hơn là như thế nào sâu hơn là có thể là về lại tăng khoảng một một trăm chẳng hạn hoặc là có thể về một nghìn tám mươi chẳng hạn như vậy đi à, nhưng mà sao nhưng mà nếu mà trong những cái phiên sắp tới thị trường nó bị dao động nhưng mà nó dao động với cái vô lớn nó vừa phải và volume nó cũng không có quá lớn mà nó quanh quanh ở cái mức trung bình tầm khoảng 14 15 ngàn tỷ đổ lại thôi. Thì em đánh giá với chị là nhiều lúc cái nhịp trung lắc của thị trường á, nó chỉ đi ngang hoặc là nó rủ nhẹ thôi. Nhiều lúc cùng lắm là về quanh tầm khoảng là 1 120. Anh chị hãy nhớ chứ em cũng không có nói là thị trường nó về bao nhiêu đâu anh chị bởi vì nó phụ thuộc vào cái sự dao động và cái volume của thị trường. Không nhất thiết thị trường nó rủ là thị trường nó phải sập nha anh chị. Nhiều lúc thị trường nó rủ là nó chỉ đi ngang thôi. Đây này anh chị, đây này. Là nhiều lúc thị trường nó rủ này anh chị là nó chỉ đi ngang thôi. Chứ nó chứ nó có sập đâu. Hình dung, bởi vì sao bởi vì khi mà thị trường bị dao động mà sau đó nó có những cái phiên nó bị nó tích lũy lại vô cái vùng lâm chỉ quanh trung bình này. Thì sau đó nó vẫn đi lên bình thường chứ không phải là thị trường nó nó biến động nó bị dao động là thị trường nó phải sạch xuống này không phải như vậy. Nó phải tùy tình huống và nó phải tùy thuộc vào trong cái vùng đó thị trường nó biến động như thế này. Anh à? Ví dụ như là trong những cái vùng này khi mà thị trường đi lên nó bị dao động vô lớn vô lớn này thì thị trường cái mức cái biên độ chỉnh của thị trường nó sẽ lớn hơn Anh chị Hoặc có ví dụ khi thị trường, thị trường đi lên nó bị dao động hai cây này, vô lớn này, vô lớn này, thì cái biên độ chỉnh của thị trường nó sẽ lớn hơn Hình dung ạ à? đó thì cái đó là muốn cảm nhận của anh chị để anh chị biết được là mình có thể là mình cảm nhận được là thị trường cái biên chỉnh của thị trường nó sẽ tới đâu đó, nhưng mà em thì em kỳ vọng là thị trường nó dao động nó nó chỉnh chỉnh ít ít đấy à, bởi vì nhiều lúc mà thị trường nó chỉnh cái biên xấu quá thì hoặc là cái biên nó nó rơi lớn quá thì cái cái mức độ cái biến động của cái mạng cổ phiếu cái, cái, nó, nó sẽ hơi lớn thì nó sẽ bị làm mất cái đà của cái mạng cổ phiếu nó sẽ hơi giỡn chứ đó nên em kỳ vọng sắp tới là thị trường nó sẽ nó sẽ biến động nhưng mà nó em nghĩ là thị trường nó sẽ chậm thị trường nó sẽ chẩn nhưng mà quan trọng là cái cái volume của thị trường nó như thế nào thôi và anh chị chuẩn bị sẵn sàng giúp em là thị trường trong ngắn hàng là thị trường nó không có lên được đâu và thị trường nó phải nghỉ ngơi nghỉ ngơi á một á là đi ngang rủ nhẹ còn hai á là rủ mạnh còn như thế nào rủ mạnh và như thế nào rủ rủ nhẹ và trường hợp nào á thì nó phụ thuộc vào volume trong những cái phía đó mình sẽ cần thêm một đến hai phi nữa thì chúng nó bị dao động như ngoài nhưng mà trong ngắn hàng thì chị phải chuẩn bị tinh thần là thị trường nó sẽ có một cái nhịp biến động và có một nhịp rũ ha. Còn rũ nhẹ rũ mạnh thì như nãy có nói rồi. Rồi, right. à, thì với cái tinh thần mà thị trường như vậy á, thì uh, trong cái ngày thì em sẽ nên làm cái gì? Đầu tiên á, là như có nói với chị là em không phải nói rằng ngày hôm nay đâu, em không nói với anh chị ngày hôm nay đâu, mà em đã nói rất là nhiều trong những cái phiên vừa rồi. Em đó, em có liên tục nói với nhiều anh chị khách hàng là ngày nào cũng nói, đây này, là em ngày nào cũng nói là gì? Là hiện tại là gì? Dừng việc mua mới. Mà em nói tức là cái, cái vấn đề về mua mới, tức là cái vấn đề về mua mới em có cập nhật liên tục ở trong rừng cho uh, cho nhiều anh chị khách hàng. À, và trong những cái phiên ngày thứ năm ngày thứ sáu tuần trước thì cũng đã nói sẵn rồi tuần trước nha anh chị là có nó nói là vùng này chỉ theo dõi chờ bán thôi và chỉ có những cái điểm mua gọi là vào sóng đủ khối lượng thì mới vào mua còn không thôi còn vùng này thì cứ cầm hàng và chờ xử lý đã, thì em có nói với anh chị là từ tuần trước rồi. Đã, và hiện tại thì cái vấn đề hiện tại thì thị trường hiện tại thì nó vẫn là theo dõi để chờ bán các cái cổ phiếu ok còn vấn đề vùng mới thì mới là nó phải qua cái nhịp nghỉ ngơi đó của thị trường thì mới là các cái mặt cổ phiếu nó mới vào sóng ok được Ok, đó thì đó là cái góc nhìn của em ngày hôm nay. À, thứ nhất là không mua mới. Về hành động á, là không mua mới ngoại trừ một số các cái mạc cổ phiếu đâu đó. Nó vào sóc. Nó vào sóc nhưng phải đủ khối lượng nha. Nhiều lúc nó kéo rướng 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 mà nó không không ok lắm thì cũng không ngon. Đó, còn nếu anh chị nào muốn chờ cho chắc là cứ đợi qua một cái nhịp biến động và qua cho thị trường nó rủ hẳn đi thì anh chị mua nó sẽ ok hơn. Rồi, cái thứ hai á, là về vấn đề về cổ phiếu. Về cổ phiếu thì em cũng không có tư vấn được là anh chị bán anh chị anh chị bán bao nhiêu bởi vì có nhiều anh chị theo dạng là mua go tức là chị cứ mua nó chỉnh là gom nó chỉnh là gom thì chị không phải là mua ở dưới bán ở trên nhưng mà em em sẽ em sẽ tư vấn chung là với những anh chị nhà tư mà anh chị mua đánh ngắn và mua dạng theo biên á thì mới là vùng này anh chị chốt ít nhất là một phần hai đổ lên là được rồi từ một phần hai đến chốt hết à, còn những gì là mua gom thì em sẽ không tư vấn nha bởi vì cái đó thì cái cách em không có áp dụng nhưng mà những anh chị nào đánh biên tức là anh chị mua ở dưới này về trên này hoặc là anh chị mua ở này mà về cái vùng này mà các cái mã cổ phiếu nó chạm và nó bị dao động anh chị bán á thì mới là vùng này anh chị phải bán một phần hai trở lên các cái cổ phiếu được em nói chung các cái mã cổ phiếu luôn Ok, đó thì đó là cái góc nhìn của em sau cái ngày hôm nay. Tóm gọn lại á là với thị trường á thì mình sẽ chú ý điều gì? Với góc nhìn của em sau ngày hôm nay là thị trường nó rủi ro rồi. Rủ ro đây là về nhìn về cái mặt về cái vận động anh chị sẽ chưa thấy rủi ro đâu. Nhưng em cảm nhận, nhưng mà nhìn về cái mặt dòng tiền thị trường sau ngày hôm nay nó đã có rủi ro rồi. Thì khi mà chị nghe đã nó nói rủi ro như vậy á, thì chị phải giữ mối thân là về cái mặt biến động của thị trường là thị trường nó sẽ có thể là sẽ chưa có biến động ngay. Nó có thể là sẽ có một cái phiên rủ giả vờ ví dụ ngày mai nó đạp thật mạnh buổi sáng và nó sẽ rút chân lại buổi chiều và buổi sáng ngày mốt thì chúng nó có thể tạo ra thêm một sự phô mô nào đó đó thì sau đó nó để câu kéo những nhà chị nhà tôi tư bắt đầu là mua lại thì sau cái nhịp mua lại của anh chị nhà đầu tư đó thì nó mới chạy còn về cái mặt vận động của thị trường thì nó chắc là sau ngày hôm nay á, về cái mặt vận động về cái mặt điểm số tức là cái các cái, cái, con số mà chị nhìn trên cái biểu đồ á, thì có thể là thị trường nó sẽ chưa biết động ngay ok rồi tiếp theo là về vấn đề về cái về cái nhịp thị trường nó rủ mạnh hay rủ yếu nó phụ thuộc vào trong những cái phía tới thị trường nó có những cái phiên bị dao động với cái volume như thế nào nếu thị trường bị dao động với vô lâm thác thì nó chắc là cái nhịp rũ của thị trường nó sẽ rất là nhẹ nhàng thôi tầm khoảng 15 20 điểm là cùng Còn nếu thị trường nó dao động với một cái vùng nó lớn hơn thì cái mức độ điều chỉnh của thị trường cái biên của thị trường nó có thể lớn. Lớn là có thể về quanh tầm 1100 chẳng hạn. Ok thì đó là cái điểm mà anh chị sẽ cần theo dõi hơn. Con sẽ theo dõi thêm trong những cái phiên sắp tới. Ok, còn nhiều giờ em là thị trường nhịp này có đau đen hay không thì không có đau đen đâu. Thị trường nó chỉ là nó rủ, nó rủ cỡ nào thì trường nó lên. Và em có đánh giá em em có đánh giá với anh chị là nhiều lúc nha. Nhiều lúc là qua cái nhịp rũ này á, là thị trường nó sẽ vô trên luôn đó chị ha chứ không phải là thị trường nó rũ là nó xấu rồi nhiều lúc qua cái nhịp rũ này là thị trường nó vào uptrend luôn bởi vì em nói gì là hiện tại các cái dòng cổ phiếu á, nó chỉ cho dòng tiền thôi còn về thế đánh về tích lũy về cấu trúc về mẫu hình các kiểu là nó đã đủ điều kiện rồi nó chỉ thiếu dòng tiền thôi thì nhiều lúc các cái mã cổ phiếu qua cái nhịp rũ này nó sẽ vô xấu à, nhiều mà chứ không phải là thị trường rũ là chị phải lo nhiều lúc nó rũ nó mới là cơ hội còn em nói gì là thị trường nó có tăng nha mà trụ nó kéo á, nó còn chết nữa nó còn nguy hiểm hơn nữa là thị trường nó rủ sớm mà nó vô sống nhanh anh Dung à đã đã nên là đó là cái góc nhìn của em ở trong hiện tại. Nói về người là cái quá trình này nó có thể diễn ra trong trong vòng từ từ bây giờ cho đến cuối rồi. Ok nha. Yeah. Ok rồi thì đó là cái góc nhìn của thị trường của em. Ok rồi thì với cái với cái khối ngoại ngày hôm nay có ngoại có ngoại ngày hôm nay bán rồng túi mạnh mà thì ngày hôm nay khối ngoại bán rồng tầm khoảng là ba trăm năm bốn tỷ sau ba cái phim mua rồng trước đó thì ngày hôm nay có ngoại bắt đầu quay trở lại bán rồng. À, nhìn chung là bán một số những cái mặt cổ phiếu lớn lớn thôi ok rồi à, nhìn, nhìn chung hiện tại thì em em cũng không, không, không có nhìn khối ngoại nhiều vậy với thị trường hiện tại thì em sẽ không có nhìn khối ngoại nhiều bởi vì với dòng thị trường hiện tại thì sắp tới không ngoại nó bán cỡ nào á thì mới là thị trường rủ xong nóng lên ok à, bởi vì trong giai đoạn tầm khoảng 2020 2021 có những cái giai đoạn em nói với chị là khối ngoại nó bán rầm rẽ mà thị trường các cái mặt cổ phiếu nó chạy nút rút luôn á không phải là nói thị trường sai quan mà các cái mặt cổ phiếu nó chạy nút rút luôn á không mà nó bán cỏ nào cũng lên đó, nên là có ngoại một khi mà thị trường nó có tích lũy một khi mà thị trường nó đã tạo ra một cái vùng biên và các cái mặt cổ phiếu nó đã tạo ra một cái vùng tích lũy và đã tạo ra thế thì em sẽ không nhìn có ngoại nhiều ok ra thì đó là cái uh, tinh thần đó, uh, em đánh giá với anh chị là sau cái nhịp rũ sắp tới thị trường nó có thể tạo ra một cái nhịp biến động và sau cái nhịp biến động đó thị trường nó sẽ vào sóng ví dụ như trong cái buổi tối ngày hôm qua em có cập nhật cho nhiều anh chị khách hàng về một cái tinh thần và cái tinh thần này thì em cũng có em cũng có nói nhiều với nhiều anh chị ấy, là này em sẽ nói luôn này đây, em có nói gì là về về cái tinh thần á là ngắn hạn làm đánh giá là thị trường nó vẫn sẽ đi xe quay và nó sẽ chưa có sốc. Và thị trường nó sẽ có những cái nhịp rung lắc trong cái nhịp sắp tới. Và dự kiến sống của thị trường á nó sẽ nó sẽ xuất hiện sau khi trải qua một cái nhịp rung lắc trong những sắp tới. Nó sẽ qua một cái nhịp rung lắc sắp tới. Đó, về báo mua thì cũng nói là dừng mua rồi nắm giữ các cái mặt cổ phiếu chờ bán em có nói rồi còn về về cái mặt về ngắn ngày thì nó là dự kiến cái sóng của thị trường đó, nó sẽ có sau một cái nhịp rung lắc của thị trường nó sắp tới anh chị ha đã và anh chị nên chuẩn bị qua cái nhịp rung lắc trong sắp tới và mình sẽ đánh các cái mặt cổ phiếu như thế này em có nói hai cái điểm mình còn chuẩn bị này thứ nhất là về vốn nói em nói lại nha thứ nhất là về vốn là phải xác định là năm nay năm nay anh chị giao dịch bao nhiêu tiền nó nói là lần nữa này hôm bữa làm video nó rồi nhưng mà bây giờ nó là lần nữa này thì trong giờ hiện tại với giờ hiện tại luôn tức là ngay ở thời điểm này á, thì anh chị phải xác định là trong cái sóng sắp tới anh chị sẽ giao dịch bao nhiêu tiền 100 triệu 500 triệu 1 tỷ 3 tỷ 5 tỷ 10 tỷ 100 tỷ đó xác định ngay từ đầu giúp em là năm nay anh chị sẽ giao dịch bao nhiêu tiền cái thứ hai á, là anh chị nên chuẩn bị sẵn ngay từ bây giờ đi bởi vì em như em nói với anh chị là em định hình thị trường tức là em định hình có có định hình sẵn á, thì em cảm tức là em nhìn cái thế đánh của thị trường hiện tại á, thì em đánh giá với anh chị trong tầm khoảng một tháng nữa đổ lại thôi thì trường nó sẽ ra okay. hoặc là nếu lâu lắm sẽ sau tết ăn bởi vì nhìn thấy các cái mặt cổ phiếu hiện tại là là nó sẽ có nó sẽ nó nó đủ tích lũy và đủ cái vận động của nó và chỉ cho dòng tiền đó nên anh chị phải chuẩn bị sẵn cái vốn ngay từ bây giờ và để tiền sẵn trong cái tài khoản này tức là để tài khoản hoặc là để ở đâu đó mà có thể sử dụng ngay và khi mà thị trường nó vô sóng thì anh chị chỉ dùng bao nhiêu tiền đó thôi à, và ví dụ như anh chị dùng một một tỷ thì ví dụ sắp tới chị dùng một tỷ không? thì ví dụ thị trường đi lên các cái mặt cổ phiếu nó lại ba mươi bốn phần trăm thì anh chị chỉ xoay cái dòng vốn từ một tỷ và trên cái số tiền lãi của anh chị thôi chứ bạn gì ha đã và không hạn chế tức là không một là không còn hai là hạn chế là vấn đề về bôn vốn hoặc là rút tiền gửi tiết kiệm hoặc ở đâu đó vươn vào và em cam kết với anh chị nếu mà anh chị đánh cái sóng sắp tới khi thị trường nó vào trên mà anh chị không bơm vốn là anh chị sẽ không bao giờ chị lỗ luôn nếu anh chị đồng hành cùng em trong những cái sóng của thị trường mà anh chị không bơm vốn nha anh chị thì cho dù anh chị bán trẻ bán chậm mất bán mất lãi thì anh chị chỉ mất lãi thôi không bao giờ mà từ điểm ở trên mà anh chị bán trả được anh chị cũng không bao giờ chị mất lãi xin lỗi chị anh chị cũng không bao giờ chị lỗ dung ạ thứ hai là gì anh chị phải cần chuẩn bị là kiến thức và tinh thần một là gì chuẩn bị kiến thức là từ vấn đề về mua bán hoàn ra hai là cái tinh thần là có thể đón nhận trên bất cứ lúc nào đó. tức là với tinh thần hiện tại thì anh chị phải sẵn sàng một thân là thị trường nó có thể vào up -trend bất cứ lúc nào cứ cho nó biến động nó rủ nó biến động gì cứ kệ nó nhưng mà sau này á, thị trường mình có thể nó sẽ sẵn sàng đón nhận nó có thể vào up -trend bất cứ lúc nào bởi vì thông thường thị trường á, nó sẽ vào một cái up trên ở một cái vùng mà gì nhào tư người ta sẽ nghi ngờ nó và người ta sẽ nghĩ là thị trường nó sẽ không có sống thì thường là thị trường nó sẽ vào ở trên đó và như em đánh giá mới chỉ là qua cái nhịp biến động của thị trường nhịp độ sắp tới mà nếu mà thị trường có dòng tiền đủ tốt nha thị trường có thể vào ở trên luôn ok đó thì đó là view các em à, thứ hai là anh chị phải chuẩn bị sẵn sàng là gì về kiến thức và tự mua bán đi vốn vào khoảng triệu rồi thì anh chị phải có cái này đó thì sắp tới thì có tổ chức một cái khối có chi quý một thì em đang chuẩn bị rất là rất là kỹ cho cái cho cái khóa sắp tới nên chị là muốn học cái khóa này để chuẩn bị cho cái sóng sắp tới thì anh chị có thể liên hệ qua hai bạn trợ lý của em để có thể là đăng ký ok đó một chút tâm sự với anh chị với một chút như vậy ở trong cái video ngày hôm nay ok ha nói chung là thị trường sắp tới có biến động nó rủi gì của kệ nó nhưng mà bây giờ anh chị chuẩn bị vốn dẫn đây chuẩn bị kiến thức dẫn đây à, chuẩn bị uh, tinh, tinh thần dẫn đây ok ha rồi à, thì đó là cái một số tinh thần em có cập nhật lại với một người rồi thì uh, tiếp theo thì chúng ta sẽ đi qua về một số các cái nhóm ngành cũng như là một số các cái cổ phiếu ha à, thì như hôm nãy em có nói em có đánh giá mới chiều qua về một số các cái nhóm ngành lớn á, thì em đánh giá gì trong ngắn hàng thì các cái mã cổ phiếu nó sẽ rất là khó tăng được nữa nói chung nha tức là ví dụ như là 100 mã thì ví dụ như nếu mà có tăng được thì tầm khoảng là 50 mã gì đó ví dụ như 10 mã thì tăng được một mã đó còn để mà ngắn hàng mà các cái mã cổ phiếu mà nó tăng nhiều á thì em giá là sẽ không còn rồi thì em sẽ đi qua về một số các cái nhóm mà đầu tiên đi qua dòng chứng dòng chứng thì ngày hôm nay chị thấy là rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó bắt đầu nó bị nó bị nó, nó đi ngang nó gãy xuống này ví dụ BSI này, BSI là cái cổ phiếu leader á thì khả năng BSI sẽ về lại bên dưới quanh tầm giá tầm khoảng 42 44. Em nghĩ là nếu BSI mà nó rủ thì nó sẽ về về lại quanh cái vùng này thôi. Ok ha. Đó, hoặc là những cái mà vùng này là vùng bán rồi, hôm bữa em hướng dẫn chị bán vùng giá tầm khoảng 48 đúng không? Đó, về vùng tầm khoảng 42 44 theo dõi lại. Đấy là những cái mà cổ phiếu như VIX này, ngày hôm nay bị dao động với một cái vùng rất lớn và gãy thủng cái thủng cái vùng này ngày nay vùng lớn chị ha à, hoặc là những cái mặt cổ phiếu gì VND cũng về kháng cự rồi vùng này là vùng chốt buổi sáng ngày hôm nay cái mặt cổ phiếu phấn vùng là vùng bán đó, hoặc là các cái mã cổ phiếu gì những cái mã cổ phiếu như là thằng HCM đó, ngày hôm nay gọi là giao dịch không hưởng quyền nhưng mà những cái mặt cổ phiếu giờ cũng không hưởng quyền mà những cái ngày mà thị trường nó xấu thì nên chị cũng không nên đu ví dụ AK hàng thì giữ mua phát hành đó còn không có nên gọi là mua mới nên đu đó, các cái mặt cổ phiếu còn lại thì cũng đang đi ngang đang đi nha thì ví dụ những cái mặt cổ phiếu nó gãy cái nền này thì nó sẽ xấu nhưng mà với dòng hiện tại thì một số những cái mặt cổ phiếu nó đã gãy cái nền này nó này ví dụ những cái mặt cổ phiếu như CTS đi ngang này rủ này vôn, vôn gia tăng này hoặc là FTS này đi ngang rủ gia tăng này hoặc là những cái mã cổ phiếu như BNS đi ngang rũ này, nhà tăng này. hoặc là những cái mã cổ phiếu như thằng FTS này, hoặc là SI này đi ngang này, rũ này. thì nó sẽ về là quanh bên dưới này. thì trong ngân hàng thì nó giá là với những cái mã cổ phiếu này á, những cái mã cổ phiếu về kháng cự bởi vì sao? Bởi vì những cái mã cổ phiếu trong một cái dòng mà đã có những cái mã cổ phiếu nó giảm mà cái volume như này thì nó sẽ kéo những cái mã cổ phiếu, nó sẽ kéo những cái mã cổ phiếu khác xuống. Ví dụ như thằng Wits nó sẽ kéo những cái mã cổ phiếu kia xuống, hoặc là những cái mã cổ phiếu như BVS này là bắt đầu là thủng đáy với một cái vô lớn thì nó sẽ kém những cái mặt cổ phiếu cùng dòng của nó xuống đó là điểm đầu tiên cái thứ hai thì em thấy là những cái mặt cổ phiếu ở trên như BSI thì cái nhịp rồi nó đã nó cũng đã chạm với cái vùng kháng cự rồi tức là nó đã chạm với cái vùng bán nên mà là cái vùng này thì cũng cũng không có hy vọng quá nhiều với những cái mặt cổ phiếu dòng chứng đó nên mà là vùng này là vùng sẽ vùng bán với những cái mặt cổ phiếu dòng chứng khoán là phù hợp ok còn nếu anh chị nào chắc chắn anh chị nào chắc chắn mà chị nào muốn chắc chắn chị ha tức là ngắn hạn thì là vùng này là vùng bán còn anh chị muốn chắc chắn thì anh chị phải để cái mặt cổ phiếu nó nó về nó thủng vùng giá 42 thì nó xấu nhưng mà nghĩ là nếu mà anh chị nào để về cái mặt cổ phiếu nó về chỗ này mà nó, nó, nó anh chị mới bán là nó mất hết lãi đó nên mới là những cái mặt cổ phiếu chứng khoán thì mới là vùng này là bán là đẹp vùng này là bán là đẹp nhất rồi với những cái cổ phiếu dòng chứng ha với lại thêm đánh giá với anh chị là nếu mà chọn sắp tới mà những cái mặt cổ phiếu dòng chứng nó kéo á, thì em đánh giá với anh chị là cái nhịp mà cái nhịp sắp tới khi mà thị trường nó vô sống nha thì em đánh giá với anh chị là có thể là dòng chứng khoán nó sẽ chu cá sống ngay nó sẽ chưa có sống ngay bởi vì em đánh giá là những cái mặt cổ phiếu hiện tại nhiều những cái mà cổ phiếu hiện tại là nó vẫn chưa về những cái vùng kháng cự bên trên bên trên này đó, nên là sắp tới thì có thể là nó sẽ nó sẽ nó sẽ đi chạm một thị trường một nhịp chẳng hạn ngắn hạn thì những cái mặt cổ phiếu này vẫn nó vẫn dao động trong cái biên như này thôi chị, anh chị cứ bám hai biên anh chị giao dịch đó. mua ở gần ở dưới và về gần ở, trên anh chị xử lý và với thị trường nó bị dao động như này hiện tại thì em những cái mặt cổ phiếu dòng chứng khoán thì chị xử lý được rồi rồi à, tiếp theo là những cái mặt cổ phiếu dòng bất động sản bất sản ngày hôm nay có ntl Ngày hôm nay có NTL nó nó nổ, nó nổ nó kéo khá là trễ. Ngày hôm nay thằng NTL để em xem ha, NTL này. Thằng NTL ngày hôm nay nó kéo khá là trễ là nó kéo tầm khoảng 2 giờ nó mới kéo. Thì ngày hôm nay anh chị lưu là không phải là một cái phiên tách cung mà ngày hôm nay nó kéo thẳng luôn. Thì thông thường những cái mà cổ phiếu mà nó kéo một cái phiên mà nó tròn như này á thì anh chị lưu là nó phải giữ được quanh cái chiếc hộp mà nó vượt ngày hôm nay tức là quanh 29 tức là tất cả các cái vị thế mà chị nắm giữ với cái cổ phiếu này thì chị chặn quanh giá vòng 29 nếu mà cái mặt cổ phiếu nó quay về lại dưới 29 thì cái mặt cổ phiếu nó có thể có một cái biến động nó rổ sâu hơn à, em thấy là thằng Nam Từ Liêm nó cũng giai động sống gần nhất của nó nó cũng có một cái nhịp đây đây này nên vậy nó cũng có một cây nó nó vượt cái này này tức là nó nó đó nó có một cái cây sống trước anh chị nó có một cây mà vượt nền nhưng mà sau đó cái mặt cổ phiếu nó đi ngang nó bị rủ lại là bởi yếu tố thị trường chung à, nghĩa là hiện tại á tức là nếu mà bình thường nha thì cây này nó là điểm mua nhưng mà khi mà cái mặt cổ phiếu nó bị biến động là lúc mà thị trường nó bị dao động thì nó phải rủ lại xong nó mới lên Đã, nên là anh chị nào nắm đang từ liêm thì anh chị lưu ý cái điểm đó thì để mà biết cái mặt cổ phiếu nào có rủ lại hay không thì em sẽ hướng dẫn với chị một cái một cái tip nha là anh chị xem thử một á là ví dụ trong những cái phía tới nó có nó có lắp lại một phần hai cây này hay không nếu lắp một lại một phần hai cây này thì anh chị bán còn hai á nó sẽ có một cái điểm như này là nếu mà cái mặt cổ phiếu ngày mai bắt đầu hưng phấn và sau đó nó chậm ở phía trên này một đoạn tức là nó chậm ở, ở phía trên một đoạn tầm khoảng ba bốn cây ví dụ như là nó chặn một cây nó tăng một cây nó chặn một cây nó tăng một cây thì không sao nó tốt nhưng mà bắt đầu nó đi lên nó chặn một đoạn phía trên thì thường sau đó nó sẽ thủ lại nha đã sau đó nó mới lên nè với thằng nam thì từ, từ liên chị đi luôn nha ví dụ như sắp tới mà anh chị thấy cái mặt cổ phiếu này nó nổ xong này nó sổ nổ xong tự nhiên bắt đầu là sau đó nó chặn lại rất là lâu mà không lên tiếp được thì sau đó nó rủ nó mới lên được ok đó là với cái vận động của nam tự liêm à, và em thấy là với cái vận động hiện tại của nam tự liêm ấy, thì đánh giá với anh chị là sắp tới nha nếu thị trường nó có sống thì em đánh giá là cái khả năng có sống của dòng bóng sản là rất cao với cái vận động hiện tại của các cái mã cổ phiếu như nam từ liêm hoặc là bdr đỏ thì em dám nói gì là sống sắp tới cái khả năng mà bóng sản nó vô sống qua cái nhịp biến động của thị trường sắp sẽ, tới sẽ rất là cao em vẫn đang kỳ vọng và nhiều nhỏ là cái khả năng của dòng bóng sản và của dòng chứng khoán dòng nào nó có thể có sống cao hơn thì nó rất là dòng bóng sản nó có thể có sống cao hơn dòng dòng chứng khoán một xíu đó, bởi vì nó có nhiều những cái mã cổ phiếu nó tích lũy ở phía trên ví dụ những cái mã cổ phiếu dòng dòng chứng khoán thì chỉ có một ai thôi à, nhưng mà những cái mã cổ phiếu bóng sản là có những cái mã cổ phiếu nó đã vô sống rồi thì có ntl đã vô sống này nó đã vô sống từ cây này hoặc là những cái mặt cổ phiếu như phát đạt gì là đã vô sóng và nó đang tích lũy nền hai mà tức là đã có sóng rồi thì ví dụ qua nhịp rủ sắp tới mà cái mặt cổ phiếu nó biến động thì nó vô sóng kết hợp dòng tiền thì sẽ kéo những cái mặt cổ phiếu bóng sản theo đó, à, thì hôm nay em đang nói dở đúng không đang nói dở đó, là anh từ liên tiếp thế là những cái mặt cổ phiếu như BDR à, BDR thì nếu như là mua gần 26 thì chừng nào nó gãy 26 thì nhìn mới bán thôi còn không thì chỉ có dở nha chừng nào mà gọi cái gãy 26 thì chị bán còn không thì chỉ có dở BDR thì mới là nó vẫn đang trong một cái phân tích lũy thôi ngày hôm nay rủ một cái volume vẫn rất là thấp còn nếu mà anh chị nào muốn đánh ngắn, tức là anh chị nào muốn đánh ngắn và anh chị chờ anh chị chờ mua lại thì ngày mai phục hồi là anh chị có thể bắt. Ngày mai mình nghĩ là nó khả năng sẽ có một cái phục hồi nhẹ rồi sau đó nó sẽ biến động nó có thể về lại qua 26 để tích lũy lại. Còn nếu nhìn muốn nắm trung mà anh chị giữ qua sáu thì anh chị có thể giữ được qua cái dịp biến động này luôn. Ok ha, đã thầy bờ cái BDR. Rồi tiếp theo là cái DG, DG ngày hôm nay rủ với một cái vuông rất là gia tăng nha. Vùng của DG nó cao hơn rất là nhiều Sau với những cái vốn vừa qua tức là cái ngày hôm nay lực bán của DG rất là lớn. Thì mới là khả năng cao DG nó có thể là một á là đang nó đang chạm về cái nó đang nó, nó đang giữ cái trên này nè đang giữ cái trend này thì có thể là trong những cái phía tới nếu mà cái mặt cổ phiếu nó giữ được tốt thì cái mặt cổ phiếu nó lên trên nó sẽ cân bằng thêm nó có thể là cân tức là nếu mà giữ được cái trên này á thì nó sẽ cân thêm và nó sẽ đi lên lại nhưng mà dòng tiền nó phải đủ tốt phía sau nó phải đủ tốt à còn nếu mà cái mặt cổ phiếu dòng tiền nó hồi phía sau mà dòng tiền không tốt thì nó sẽ rủ thêm hai là gì hai là nếu mà cái mặt cổ phiếu nó rủ về vùng này á mà nó tức là nó rủ về vùng này mà nó nó gãy cái bước biên này á thì có thể về lại quanh vùng giá tầm khoảng hai bốn thì hôm bữa thì em có hướng dẫn với anh chị là bán DG là quanh vùng tầm khoảng 27 đúng không? Bán này đúng không? Thì anh chị là muốn mua lại thì em đợi nó cân bằng. Sau cái ngày hôm nay thì các cái cổ phiếu nó không có hồi lại được ngay đâu. Nó phải cân bằng. Để xem thử là nó sẽ cân bằng quanh cái quanh cái hỗ trợ này hay là nó sẽ để xem cân bằng nó quanh hỗ trợ này hay sẽ là sẽ, sẽ ra xuống này để nó cân bằng lại. Còn DG thì mình giống chị nó vẫn đang ra cái phân tích lũy, nó không có gãy được sâu đâu. Cùng lắm là về tầm khoảng 24 25 là là về đó thôi. Nó nếu anh chị theo dõi về đó thì chị câu vừa lại. Còn những hàng thì em bữa anh bảo anh chị lại bán anh chị chốt quanh cái vùng này rồi ha. Rồi anh chị nào bán rồi chờ điểm mua lại sau ha. Rồi tiếp theo là có thằng đất xanh đi. À, đất xanh thì hiện tại cũng, cũng trong một cái phân tích lũy. Đang cũng là trong một cái phân tích lũy thôi. Thì nếu mà cái mặt cổ phiếu nó có rủ thì cùng lắm là về lại dưới này quanh giá tầm khoảng 18. Rồi, nếu mà có rủ. À, thì nếu mà anh chị nào mà mà đang nắm với cái cổ phiếu này á mà thì chị theo dõi là 18 chưa nào nó gãy 18 thì anh chị bán. Còn với những anh chị nào mua cái cổ phiếu đất xanh trong cái vùng này nha, tức là anh chị mua đất xanh là quanh 19 mà anh chị đang quanh giá vốn á, thì mới là anh chị nên bán. Còn với những anh chị nào mua với thằng đất xanh là quan tâm khoảng là 18.1 18.2 thì anh chị có thể giữ chừng nào để vùng này anh chị bán nó phụ thuộc vào vị thế. Bởi vì anh nghĩ là với vận động của đất xanh hiện tại thì nó có thể là không lên ngay mà nó có thể có một nhịp rũ ấy, Nó có thể có rũ ấy. thì với những anh chị mua trong cái vùng này mà anh chị có vị thế không tốt thì anh chị có thể bán và chờ nhịp rũ, nhịp rũ đó anh chị câu vừa lại thì nó sẽ ok hơn. Ok, với đất xanh ha. Rồi tiếp theo là có gì ta? À, Novaland. Novaland thì em thấy hiện tại đi ngang lâu quá. Đi ngang đi ngang lâu quá thì có thể là rủ quay về tết lại cái đấy nè cũng tương tự thôi sau nó mới lên nó thể đi ngang bởi vì nó có một cây nổ xịt này cái một cây nổ xịt mà lắp lại cái cây này thì cây này nó là cái một cây bún tráp nó còn một cây một cây nổ xịt rồi thì có một cái nhịp quét thủng này này quay về lại tới đáy rồi lên nó, nên chị nó nó về lên thì lưu ý điểm nó rồi có sale thế sự vẫn đang hỗ trợ thôi anh chị là ba anh chị theo dõi vùng giá tầm khoảng hai nha thủng hai hai lớn thì xử lý cũng không thôi cứ giật rồi hdc hdc thì thủng 32 hai lớn thì xử lý nó còn không tôi cười được rồi một số những cái mặt cổ phiếu khác thì có thằng nhìn qua một số em nhìn qua một số cổ phiếu chính thôi đúng không đó tầng những cái con này thì em không đánh giá mấy chị nhiều những cái con này ví dụ nó có rủ về là quanh về là cách đáy thôi nhưng mà những cái cổ phiếu mà ở kênh dưới thì em không có chú ý nhiều những cái mà cổ phiếu như CRE như này thì em cũng không có chú ý nhiều em chỉ phân tích những cái mà cổ phiếu nó cơ bản và nhiều chị tức là nó lớn lớn xíu Nam Long thì khả năng về lại tầm khoảng 35 mươi vô thì nó vẫn đang thấp thấp nó cũng không có lớn lớn chừng nào mà nó chừng nào mà nó về dưới này mà nó thủng vô nó quá lớn ví dụ nó biên độ nó lớn này thì mới là mới xấu còn ví dụ về vùng này bắt đầu cân bằng mà đi lên lại thì mới là nó nó vẫn sẽ ok với năm Long nó vẫn đang là một cái phương tích lũy rồi kháng điên đi. À, kháng điên thì vẫn bình thường thôi, kháng điên thì có thể là quay trở lại bắt làm thêm một cái đáy hai quanh cái vùng này nữa. À, người ta đang gắn đáy có thể bắt lại về làm cái đáy hai, sau đi lên. Cái form nó vẫn đang nằm cái form tích lũy. Chừng nào mà gãy 30 thì nó mới xấu quá Rồi thì đó là một số những cái mà cổ phiếu bóng sản. Thì mới là nhiều sắp tới nếu mà thị trường nó có rủ nếu thị trường nó có rủ thì đánh giá là nó sẽ đưa những cái mà cổ phiếu bóng sản về lại gần cái biên dưới của nó. Tức là nó có thể đưa DG về lại quanh tầm khoảng là 25. À, đưa đất xanh về lại quanh tầm khoảng là 18. À, đưa BDR là về là quanh 26 rồi đưa Nam Long về là quanh tầm giá tầm khoảng 3, 35 36 nó có thể đưa những cái mặt cổ phiếu nó về lại biên dưới như vậy à, thì em nói là không có vấn đề gì quá xấu nó nói chung là nó nó chưa có vô sống được bởi vì nó thiếu trong tiền thôi còn cái bản chất của những cái mã cổ phiếu này vẫn đang nằm cái phân tích luận ok rồi à, thì đó là những cái cổ phiếu bóng sản chị nắm thằng nha về xử lý thì em như em nói chỉ là nó phụ thuộc vào em nghĩ là rất nhiều những cái mã cổ phiếu nó đã có điểm bán từ tuần trước rồi nếu chị xem kênh của em thì có rất nhiều những người bán tương, em có tư vấn của chị tuần trước Đó, nên chị theo dõi những dạng chịu sử nha rồi nhìn qua dòng mà dòng thép đi hai dòng thép có nam kim nam kim thì em bữa em bán chị bán cây này nè anh chị nói ở trong khách hàng nào anh chị xem video chị biết bán qua những cái vùng này bán một phần hai rồi để xem ngày mai như thế nào nếu mà ngày mai phục hồi volume, tức là nếu mà ngày mai nha chị ngày mai phục hồi volume tốt thì có thể giữ thêm còn ngày mai phục hồi volume yếu thì mới là bán luôn bởi vì là với nam kim cái khả năng mà nó rủ về lại quanh vùng giá tầm khoảng nó rủ với lâm dầm cho tầm khoảng 22 22 đến 25 là rất là cao và sau này nó phải sẽ vô sống luôn Nam Kim là một cái mà cổ phiếu em thấy nha trước khi nó vô sống nó rất hay rủ con này đánh rất là nhiều Nam Kim mà nói là nói về Nam Kim là em là có thể nó là một cái mà cổ phiếu em rất hiểu cái cổ phiếu này luôn á đây này chị, anh chị nhìn này tức là trước khi một cái mà cổ phiếu nó bám ra đi lên này nhìn nó bám lên không đó và trước khi nó vô sống là rủ phát này vậy à, rồi nó mới lên hoặc có ví dụ tự nhiên nó đang bám đây này nó lù 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 này chị nó lù, lù 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 này sau đó nó rổ một phát này nó lên này rổ phát nó lên thì những cái mặt cổ phiếu nam kim nó đang ở chỗ này đang ở chỗ này vậy. thì nó có thể nó rổ một phát vào lại dưới sau đó đi lên hình dung không à, nên là ví dụ anh chị nào đang nắm nam kim á thì với những anh chị nào mà có cái vị thế mà quan tầm giá tầm khoảng quanh cái vùng này thì anh chị có thể chốt một phần hai một phần hai còn còn lại là anh chị cho nó chỉnh luôn còn nếu anh chị nào ăn còn còn nếu anh chị nào mà chắc chiêu hơn ấy, và anh chị có một cái uh, gọi là chắc chiêu hơn và anh chị gọi là xử lý luôn á thì ví dụ ngày mai phục hồi vẫn thấp thì anh chị xử lý và đợi cho nó thì chị bắt đầu câu lại thường thì nó sẽ có một phù hợp nhị phục hồi lại trong vòng một hai phiên sắp tới và chỉ nhì, nhìn cái volume của nó nếu phục hồi yếu thì thường nó sẽ có rũ rủ, rủ lại một cái nhịp nhẹ tầm khoảng hai 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 trăm năm em nghĩ là đánh giá không có rũ nhiều đâu nó rủ rồi nó sẽ vô sóng nam kia mà nó rủ nó, nó rủ đẹp nha anh chị sau đó nó sẽ sau này sẽ vô sóng luôn á thằng này em đánh giá ok nha cái trên nó vẫn trên lên thôi nhưng mà thường nó sẽ có rủ rồi tiếp theo là hoa sen hoa sen đang về kháng cự anh chị hoa sen đang về kháng cự này đó, đang ngày hôm nay rủ này thì thường ngày mai nó sẽ có một cái nhịp buông lại nhưng mà nhịp buông lại đó cũng là một cái nhịp để anh chị xử lý thôi nó rủ cả ngày hôm nay thì nó không có buông lên được anh thường nó một là rủ như này anh chị một á một là rủ rủ như này đúng không bắt đầu cân bằng lại đẩy lên hai là gì hai rủ bu lên lại rủ tiếp một nhịp nữa cân bằng đẩy lên như thế này thì đó sẽ là cái hai cái form đó của thằng heo sen là nên là vùng này vẫn là một cái vùng không mua chưa mua nhỉ chỉ là một cái vùng canh chốt một phần hai hoặc là chốt hết à, với những anh chị nào mà tối ưu thì chị có thể chốt hết quanh cái vùng này và đợi các cái mặt cổ phiếu nó vô sóng anh chị đến lại còn nếu anh chị nào mua với cái vị thế trong quanh cái vùng này những anh chị nào xem kênh em thì đa phần của vị thế anh chị cái vùng này đúng không thì em nghĩ là chỉ có thể chốt một phần hai thôi rồi một phần hai cứ trao nó chạy bởi vì mình đã có lãi 1 phần 2 qua cái đoạn này rồi còn 1 phần 2 ví dụ trao về nó về hộ vốn á, thì mình sẽ lãi được 1 phần 2 qua cái cục này hình dung em hay gọi đó là một cái tư duy một cái tư duy một cái tư duy hòa hòa hoặc thắng nghĩa là gì nghĩa là mình nắm một cục ở dưới mình lãi lên mình chốt 1 phần 2 đúng không thì mình giữ 1 phần 2 còn lại mình chặn quanh cái giá vốn của mình thì ví dụ mình có bán cái mặt cổ phiếu đang quanh giá vốn á, thì mình chỉ bán 1 phần 2 quanh giá vốn thôi nhưng mà mình đã lại 1 2 từ chỗ này lên chỗ này rồi hình dung không? À, à, thì anh chị có thể dùng cái tư duy đó được à, anh chị lúa là vì sao em là nói với anh chị là mình có thể dùng cái mình dùng có thể dư mình vẫn có thể giữ một phần hai những cái mặt cổ phiếu dòng thép được bởi vì theo cái góc nhìn của em nha cái xác suất mà những cái mặt cổ phiếu dòng thép nó có sống nó rất là cao những cái con này nó chỉ thiếu dòng tiền thôi à, và mình giữ một phần 2 còn lại để mình dằn bụng để sau này những cái mặt cổ phiếu mình nó rủ xong nó cân bằng xong á nó đánh lên mình mình sẽ dễ mua hơn nó chỉ như vậy thôi hình dung đó. ok À, thì đó là tùy vào cái góc nhìn vật, cái khổ về rủi ro của anh chị anh chị có xử lý nhưng mà với những cái mặt cổ phiếu dòng thép thì xịt sẽ chốt vào phần hai thôi em sẽ không chốt hết à, còn anh chị nào chốt hết anh chị để anh chị tối ưu thì anh chị có thể chốt hết anh chị rủ anh chị mua lại cũng được rồi đó là dòng thép ha rồi phân tích của anh chị về một số những cái cổ phiếu chính chính như vậy thôi à, còn các cái dòng khác thì tương tự gì đầu tư công rồi phân bón các kiểu nó cũng tương tự cái phương nó cũng tương tự view thì giống giống như là view tụ chứng khoán hoặc là view tụ bất sản nhưng chúng thì thấy là hiện tại các cái mặt cổ phiếu trên thị trường ít chăng nhau à? nó ý chang nhau vậy ví dụ như nó về bên trên rủ nó biến động hoặc là ví dụ nhịp này nó biến động nó rủ thì nó sẽ về là quanh bên dưới nó về là cái vùng hỗ trợ bên dưới của nó ok nào thì với những gì nào mà có vị thế tốt thì chỉ có thể chốt một phần hai còn vì thế không tốt mà quanh giá vốn thì chỉ chốt hết cũng được rồi đợi thì chúng nó rủ cho nó an tâm chứ để mà nắm cái mã cổ phiếu xong nó rủ nó lỗ bốn năm phần trăm thì chạm điểm cắt lỗ thì xử lý nó mà ok ha đó thì đó cái tư vấn của em trong cái video ngày hôm nay nhìn chung thì em cũng chưa có quá bi quan gọi là không có quá tiêu cực với thị trường em vẫn giữ tức là em nhìn cái góc nhìn xa thì em thấy là thị trường này cơ hội rất là lớn chứ nó thẳng quá gì luôn nha với cái góc nhìn rộng trong tầm khoảng một tháng đến một tháng rưỡi tới thì em thấy là thị trường này có rất là nhiều cơ hội và nó là một cái cơ hội rất là nhiều nên là em vẫn giữ một cái quan điểm rất là tốt để cho thị trường trong giai đoạn sắp tới đặc biệt là sơ tới ăn nhưng mà trong ngân hàng thì nó sẽ xử lý sao cho nó hài hòa xíu xử lý hài thì trọng hay là vấn đề đó thì em có tư vấn quá vậy là thứ nhất là không mua mới Thứ hai là gì? Thứ hai là những cái cổ phiếu nào mà về kháng cự hoặc là bị dao động thì ít nhất là phải chốt một phần hai cho em. Còn cá chốt hết hay không thì phụ thuộc. Nhiều em có tư tư vấn rồi. Nè, em có tư vấn. Nếu với những gì nào có vị thế tốt thì chỉ có thể giữ luôn. Giữ một phần hai đó. Rồi rồi thì trường nó biến động nó rủ sao mà các cái mặt cổ phiếu nó vô sóng thì múc nó lại. Còn với những chị nào có vị thế không tốt thì bán hết cũng được. Ok, đó thì đó là cái tư vấn của chị trong cái video ngày hôm nay. À, rồi thì đó là cái chia sẻ của em. Nhìn chung thì chị cũng rồi là mình nói chung là mình mình chú ý kỹ trong ngắn hạn thôi. À, còn nghĩ là qua thị trường, qua cái nhịp lũ này thì là sẽ có rất nhiều cơ hội. Đó, vậy nên anh chị là muốn cái đồng hành cùng em trong cái sống năm nay năm 2024 thì anh chị có thể là tham gia room khách hàng của em à, hoặc có thể là đăng ký cái khóa coaching. em là anh chị nên đăng ký cái khóa coaching để khi mà anh chị học và anh chị tức là khi mà chị học và để anh chị có thể chuẩn bị nhiều cái kiến thức để trang bị cho mình. bởi vì nhiều lúc là anh chị vào vào room khách hàng là vì nhiều lúc em em nhắn là nhiều lúc anh chị cũng cũng không có hiểu. Nhưng mà ví dụ như là khi mà chị học xong cái khóa của em mà em chỉ cần nói hoặc là em nhắn hoặc là em có tư vấn gì trên video hoặc là trong room á là anh chị sẽ hiểu liền. Hình dung mà bởi vì học nó khác chứ. Học ví dụ như mà nó điểm là điểm bán hoặc là thị trường nó bị dao động thì anh chị sẽ hiểu là dao động là cái gì. Hoặc là anh chị hiểu trụ kéo là cái gì, hoặc là ví dụ Benny là cái gì, hoặc là thị trường nó vô sóng điểm mua vào sóng điểm mua là cái gì là anh chị sẽ hiểu ngay. Đó nên là anh chị có thể tham gia trong khách hàng hoặc là tham gia cái khối của chuyên quý 1 que Có thể nhắn qua hai bạn trợ lý, bạn Dung và bạn Trinh. Anh chị hay, năm nay thì em có hai trợ lý để có thể là chiến đấu trong sống năm nay, hỗ trợ anh chị tốt nhất. Rồi cảm ơn chị rất là nhiều để theo dõi cái video của em ngày hôm nay. À, trước khi mà chị rời đi thì anh chị nhớ bỏ ra vài giây ha, nhấn giúp em một cái nút like. Anh chị nào chưa like thì nhớ like và đăng ký kênh cho em. À, cảm ơn chị rất là nhiều đã luôn kênh. À, theo dõi. hồ kê theo dõi em trong trong khách hàng hoặc là đăng ký khóa học có có thì liên hệ hai bạn trợ lý. Rồi xin chào mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video cũng như trong các buổi livestream của em sau.